tạ ơn Chúa vì một buổi giêng hoa lòng thương xót thật tuyệt vời với thời tiết rất thuận lợi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúng con chưa sám hối ăn năn. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con chưa cải thiện đời sống. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con chưa có lòng xót thương. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin động ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, các tông đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cách bì chỉ trích ông. Họ nói, ông đã vào nhà những kẻ không cách bì và cùng ăn uống với họ. Bây giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc. Ông nói, tôi đang cầu nguyện tại thành Gia Phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này. Có một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Dương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi, Phê-rô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Tôi đáp, lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con. Có tiếng từ trời phán lần thứ hai, những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. Ngay lúc đó, có ba người đến nhà tôi ở. Họ được sai từ Cesare đến gặp tôi. Thần khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Cornelio. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, hãy sai người đi ra phô, mời ông Simon cũng gọi là Phê-rô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời, nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng, ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoài ơn sám hối để được sự sống.
Đó là lời Chúa. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nương trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài. Lạy Chúa, linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiên tôn nhan? Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Xin Ngài thương sai phai ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi thân lên đền Ngài ngự. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gầy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Thiên Chúa con thờ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, tôi chính là một tư nhân lành. Tôi biết chuyện của tôi, và chuyện của tôi biết tôi. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không nghe theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ hai, ngày 13 tháng. Ngày 13 tháng 5 là ngày lễ gì biết không? Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Lần đầu tiên, Fatima là nước gì? Nước ở nước nào? Việt Nam hay Trung Quốc? Hả? Bồ Đào Nha. Vâng, là nước Bồ Đào Nha. Và chúng ta ngày hôm nay đã chứng kiến nhiều điều lạ lùng lắm. Thứ nhất là về mặt thời tiết, chúng ta thấy từ sáng cho đến trưa trời rất nắng. Rồi đến lúc mà đặt mình Thánh Chúa, rồi anh chị em lần chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót, thì trời bắt đầu đang cái nắng đó
nóng đó chuyển thành cơn mưa, mưa nhỏ rồi rất to. 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đi rảy nước thánh cho anh chị em. Cái áo lễ của tôi nó ướt sũng, ướt từ đầu đến chân, ướt hết không còn chỗ nào. Và chúng tôi đi dưới mưa mới thấy được thương anh chị em thật. Nếu cứ đứng ở trên cung thánh này, chẳng biết được ở dưới giáo dân của mình nó khổ như thế nào. Nếu cứ đứng ở trên cung thánh này, hay ở trong nhà sứ, hay ở trong nhà dòng, văn phòng, thì có lẽ cũng chẳng cảm nhận được những cái nỗi thống khổ, những cái nỗi vất vả mà người dân phải chịu. Cho nên đúng, hôm nay tôi thấy Đức Thánh Cha đã nói rất đúng. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng người mục tử phải đôi khi đi đầu để đứng mũi chịu sào. Chết thì chết trước, đôi khi phải bọc hậu để lỡ nó có đánh chặn hậu thì mình cũng chết trước. Và đôi khi phải đi giữa, phải ở giữa đoàn chiên để ngửi được mùi của chiên. Hôm nay tôi ngửi được mùi mưa dột ướt rồi lầy lội là như thế nào. Ngửi được mùi của những người bệnh nặng nề như thế nào. Ngửi được mùi của những căn nhà dột rách vách nát nó như thế nào. Ngửi được những cái nỗi khốn khó của những người ở trong những căn nhà mà trên thì trống, dưới thì ngập và bốn bề là vách rách nát nó như thế nào. Chẳng giấu gì anh chị em, ngày xưa trước khi chịu chức linh mục, tôi cũng đã có 3 năm ở dưới nông trường Củ Chi và cũng đã cảm nhận được cái nỗi thống khổ của những người nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là như thế nào. Và bây giờ khi chịu chức linh mục 27 năm sau, với 3 năm tại giáo điểm Tin Mừng, Chúa cũng cho tôi ngửi được những mùi của con chiên như thế nào. Len lỏi giữa đám người, họ đội mưa, họ chịu ướt mà vẫn kiên trì ngồi đó cầu nguyện. Tôi chỉ thấy người vào chứ không thấy người ra, lạ như vậy. Thường là mưa người ta chạy, đúng không? Chạy ra, chẳng ai chạy vào. Mà đây đằng này tôi vừa mới rảy nơi thánh xong ở chỗ góc này thì góc kia nó chạy ào đến. Vừa mới vẩy xong, một nhóm kia nó chạy ào đến. Lúc mà tôi thấy có một nhóm đội cái áo mưa sùm sụp, tôi nghe cái giọng, trời, chúng còn đây. Nghe giọng thì quen, mà thấy áo mưa đội sùm sụp. Mãi sau thì tôi thấy cái đầu nó lắng cóng, nhìn ra thì biết là anh ca trưởng. Rồi các bạn trong ca đoàn mặc cái áo mưa tơi tả đến để mà hát lễ. Thì cho khi mình không nhìn ra mặt, nhưng mà mình nghe được cái giọng, mình biết rằng người quen. Cho nên Chúa mới bảo chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi nghe cái giọng cười của các bạn, tôi biết đó là ca đoàn Thiên Thanh. Tôi nghe cái giọng của anh ca trưởng, tôi biết đó là anh Ân, vân vân. Thì anh chị em cũng vậy. Lần đấy chúng ta nghe một linh mục ở bên Canada, ngài bảo là con ở bên Canada, con thấy những người Canada họ mở máy của cha nghe suốt, chỗ nào cũng nghe. Rồi tôi gặp một linh mục khác ở bên Mỹ về, ngài cũng bảo ở bên Mỹ con đi đâu cũng thấy người ta mở và nghe cái giọng của cha quen thuộc. Tuy mới gặp cha lần đầu nhưng mà con biết đúng là cha chứ không là ai khác. Bảo sao cha biết, con thì chưa biết cha và cha cũng chưa biết con, nhưng mà tôi nghe tiếng của cha, giáo dân của tôi nó mở máy nghe nhiều lắm. Tôi thấy cũng vui vì có một cha kể là có một tay tướng cướp nào đó mà nó nói với ngài rằng là khi nó nghe cái máy bài giảng đó, thấy nhiều người trở lại quá, những tay cốp cán trở lại quá thì nó cũng trở lại. Và nó lại là người ngoại đạo mà nó trở lại nhờ nghe lời Chúa. Hay không? Hay không? Còn hoa không? Còn không? Vì tôi nói hallelujah thì chị em cầm hoa lên và nói tạ ơn Chúa nha. Nói hallelujah. Thế cao lên, hallelujah. Hallelujah. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta đã có một cái thời tiết rất là lạ lùng. Đến lúc mà chầu mình thánh Chúa là 3 giờ rưỡi, anh chị em còn nhớ chúng tôi xin anh chị em cầu nguyện với Chúa để cho thời tiết thuận lợi, dứt cơn mưa cho anh chị em mình có buổi dâng hoa. Và vừa mới ban phép lành mình thánh Chúa xong, trời tạnh hẳn cơn mưa, đúng không?
Mà lúc đó mưa rất là lớn và tạnh hẳn cơn mưa cho tới bây giờ. Chúng ta đã có một tiếng đồng hồ dâng hoa lòng Chúa thương xót với năm thành phần là hoa màu tím, là hoa tình thương. Hoa tím tôi đâu mất tiêu à? Đầy tím. Hoa màu tím là hoa tình thương, rồi hoa màu trắng là hoa tinh khôi, rồi hoa màu xanh là hoa hy vọng, hoa màu vàng là hoa núi rừng, và hoa màu đỏ là hoa phục vụ. Màu tím là những anh chị em bệnh nhân, những người khuyết tật, những người xa lăn. Màu trắng là những cặp vợ chồng hiếm muộn và những bà mẹ mang thai. Màu xanh là những anh chị em xì ke ma túy và những người tội lỗi. Màu vàng là anh chị em dân tộc, núi rừng. Và màu đỏ là nhóm thiện nguyện tín thác. Với hoa phục vụ thì anh chị em thấy là chúng ta là những con chiên, và nghe tiếng của chủ chiên là Chúa Giê-xu. Và anh chị em đến đây dâng lên mẹ và nhờ mẹ dâng lên Chúa những bông hoa của những đứa con chiên. Con chiên này thì là bệnh tật, con chiên này thì là hiếm muộn, con chiên này thì đang mang thai mà thai nhi có vấn đề đang lo lắng, con chiên này là một thời ngang dọc xì ke ma túy đi đếm đủ thứ, con chiên này thì là núi rừng hoang mạc, con chiên này thì là đi phục vụ, đôi khi là bị đủ mọi điều tai tiếng khác. Những con chiên mà tượng trưng cho năm sắc hoa, năm thành phần này đến nghe được tiếng của Giê-xu, tiếng của chủ chiên, và đã đến và dâng lên con chiên vẹn toàn là Giê-xu, để chính quyền năng và lòng thương xót Chúa ban cho những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, lầm lạc, lầm lỡ, hoang mạc và đủ mọi thứ tội tình khác, đủ mọi thứ khó khăn khác. Chúng ta một lòng tín thác vào đấng nói rằng ta là mục tử tốt lành. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào. Ta đến để mỗi người anh chị em đến với lòng thương xót Chúa được sống và sống dồi dào. Sống dồi dào đây không phải chỉ dừng lại ở việc giàu sang, sung túc, tiền của, nhà cao, xe cộ. Sống dồi dào chưa hẳn là như vậy. Và không chỉ là như vậy, mà sống dồi dào ở đây là sống dồi dào ân phúc, sống dồi dào ân sủng, sống dồi dào lòng thương xót Chúa. Khi mà chúng ta có lòng thương xót Chúa rồi thì mọi sự kể bằng không. Mà nếu không có lòng thương xót Chúa thì có mọi cái mà cũng như là không. Cho nên anh chị em là những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền mới chạy đến với Chúa. Tôi cũng như anh chị em đều là những con chiên tội lỗi, đều là những con chiên đã có lần mình sa ngã, đã có lần mình quỵ ngã, đã có lần mình hoang đàng, đã có lần mình như Phêrô là chối Chúa, đã có lần mình như là các tông đồ bỏ Chúa, đã có lần mình như là Giuđa bán Chúa, và đã có lần mình như là Phao-lô tìm giết những người đi theo Chúa. Chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa, cần mục tử nhân lành đầy lòng thương xót. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến đây và chúng ta đã dâng hoa lòng thương xót, và anh chị em đã nghe được tiếng Chúa nói với anh chị em: ta đến để chúng được sống và sống dồi dào. Bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một người mục tử, một con chiên từ mãi bên nước ngoài. Đây là hàng nhập, đây là chiên nhập chứ không phải là chiên nội. Chúng ta hallelujah để đón chào con chiên ngoại. Thưa cha đứng lên được không? Đứng được không? Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một linh mục 75 tuổi đời, 45 năm linh mục và ở bên Canada. Cha cho biết là động
cơ nào, ngọn gió nào đã thổi cha đến với giáo điểm tin mừng của chúng con? Xin cha cho chúng con biết. Con đã mổ và cái ở đằng sau cột sống đó thì nó có các cái đĩa xếp cho nên nó thoái hóa, thì bác sĩ bên đó con tin là họ rất tài ba, nhưng mà cũng có lẽ dù tài ba chăng nữa mà không có quyền năng của Chúa thì con cũng vẫn bị là tê liệt một chân trái và tay phải không có cử động được, và con phải chịu rất nhiều cảnh khổ mặc dù là một trong nhà thương rất tối tân. Thế thì để thậm chí người ta phải đút cho mà ăn. Con một lần thì con cũng hơi thất vọng. Con nói rằng tại sao Chúa bỏ con có làm gì đâu, mấy cái thằng kia nó còn xấu hơn con nhiều. Thằng Long này nó xấu hơn cha nhiều ấy cha ơi. Mà tại sao nó lại được khỏe mà con thì khổ. Thế thì tôi thấy cám dỗ lắm. Tôi bảo là có lẽ Chúa không thương con. Nhưng cuối cùng thì tôi nghiệm ra, tại vì lúc đó tôi đau quá cho nên tôi không có tỉnh ngộ để mà phán đoán. Chứ còn thực ra thì mình nghĩ rằng nếu Chúa không thương mình thì mình chết ngay cái lúc mổ đó. Hay là nếu mà các ông bà, Chúa không thương các ông bà thì các ông bà chết lúc nào cũng không hay. Bởi vì cái chết của chúng ta nó dễ lắm. Chúa bỏ chúng ta là chúng ta chết liền tại chỗ. Thế thì tôi thấy là tôi thấy dần dần tôi tỉnh ngộ và tôi nghĩ rằng đây là Chúa thương. Cho nên 100% là tôi tin rằng có một ngày nào tôi được khỏi và chắc là Chúa thương tôi không bỏ, đây là thử thách. Rồi tôi về Việt Nam, tại vì người ta bên đó người ta chữa tôi lâu lắm rồi. Cho nên tôi về chữa giữa chúng gia đình, người nhà tôi ra kiệm để cho các em, các cháu nó có thể giúp đỡ tôi. Nhưng mà mặc dù... Mà làm sao cha về gia kiệm rồi xong rồi cha lại lặn lội đến giáo điểm tin mừng ở bên Canada, cha có nghe biết gì không? Và hôm nay tại sao cha lại chạy đến giáo điểm tin mừng chúng con? Nghe rất nhiều. Và thật sự đã nói thú thực với cha đó, lúc đầu không muốn đến đâu. Lý do là cha Long cũng là linh mục, mình cũng là linh mục. Đến với con cha Long mà làm cái gì? Thế thì đấy là một cái cám dỗ. Và cũng đôi khi ma quỷ nó nghĩ rằng có lẽ cám dỗ vì kiêu ngạo. Tại vì đến với Ngài nhưng mà mình sao mình không cầu nguyện được à? Thế thì cuối cùng mình nghĩ rằng có thể là vì cha Long đã được những cái ơn lạ là ở đây có đông giáo dân đến cầu nguyện. Nhưng mà cái điều cần thiết nhất đó cho các ông bà biết rằng đừng có nghĩ là cha Long làm phép lạ. Bởi vì nếu mà cha Long làm phép lạ đó thì người ta nghe người ta ghét lắm. Người ta nghe người ta ghét, người ta ganh, làm sao mà cha Long làm phép lạ được. Cho nên khi nói chuyện mình phải cẩn thận. Đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và nhờ cái sự đặt tay cầu nguyện của cha Long mà Chúa đã chữa tôi cho lành. Hallelujah! 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 Chúng ta nên nhớ tới những cái điều đó để mà làm. Chứ đừng có nói có vẻ là giản lược quá. Hay vế, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và cha Long đã đặt tay và Chúa đã chữa cho tôi lành. Chứ nếu mà nói là đến cha Long vì cha Long làm phép lạ thì người ta chả gì mà người ta cứ chẳng ghét. Người ta cho nên phải cần phân biệt cái chỗ đó. Và đầu tiên thì con tính là con không có đến. Nhưng sau này con nghĩ là nếu Chúa có lòng thương thì ở đâu cha nào cũng được. Mà Chúa dùng cha Long thì càng tốt. Bởi vì lòng thương xót của Chúa nó một biển mênh mông đại hải. Cứ dìm mình vào lòng thương xót Chúa, cuối cùng Chúa cũng sẽ cứu. Hôm nay thì con cũng hơi hy sinh một tí đấy. Không kể công nhưng mà đói bụng mà giải tội khá nhiều, thành thử nó hơi mệt. Và cái điểm đặc biệt là như thế này này, là phải tin rằng Chúa sẽ chữa. Mà nếu Chúa không chữa, các ông bà đang được Chúa chữa đây. Chúa chữa phần xác, phần hồn. Nếu mà Chúa không chữa thì chúng ta là những người tội lỗi, làm sao chúng ta sống được. Phải dìm mình vào trong lòng đại dương, lòng thương xót của Chúa. Tôi đi Ba Lan rồi và tôi ở đấy, tôi cũng được xem các chỗ, nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng bên ngoài thôi. Nhưng mà về sau này tôi không cảm nghiệm. Bây giờ tôi cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương tôi quá chừng. Cho nên tôi nghĩ là nhất định tôi sẽ làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa. Mặc dù tôi là con người yếu đuối và cái việc Chúa chữa chỉ là thời gian thôi. Trước sau tôi cũng được khỏi. Không được khỏi cái này thì phải được khỏi cái khác. Phần xác được... hoặc là phần hồn sẽ được Chúa cho sạch tội.
và cuối cùng chúng ta được lên thiên đàng. Hallelujah! 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 Con cảm ơn cha cố rất là nhiều. Cha cố là một tấm gương sáng cho con, một linh mục đáng tuổi cha, tuổi ông của con. Mà cha đến, cha bảo con là cha Long ơi, tôi từ Canada về để xin cha cầu nguyện cho tôi. Thì cái hình ảnh đó làm cho con thấy rất là xúc động. Cái thứ hai nữa là cha cố nói một điều, đó là ngày xưa tôi đã được đến Ba Lan, được đến nơi chính Thánh Faustina, quê hương của Thánh Faustina và Đức Giáo Hoàng John Paul II, vị Thánh đều ở Ba Lan. Mà tôi chưa cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Mà hôm nay tôi đến giao điểm tin mừng, tôi lại cảm nhận được lòng Chúa thương xót bởi cái khó, cái khổ, bởi sự hiện diện của anh chị em, bởi lòng tín thác của anh chị em. Bởi anh chị em là những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, mà anh chị em không bỏ cuộc, không nản lòng, bất chấp mưa nắng vẫn cứ đến với Chúa. Đấy là một cái ơn rồi. Nguyên sự hiện diện của anh chị em chiều hôm nay để dâng hoa mẹ lòng Chúa thương xót giữa cái nắng nóng khủng khiếp rồi chuyển sang cơn mưa dầm dề, và bây giờ không còn mưa, không còn nắng, chỉ còn lòng thương xót. Đó là cái ơn. Cho nên Ngài nói rằng sự hiện diện của chúng ta ở đây đã là ơn rồi. Cha cầu nguyện như vậy, còn có lúc thưa thú thật với cha, con không được như cha. Có lúc mệt mỏi, chán trường và oải quá, con chỉ cầu là Chúa cất con về cho con đỡ khổ. Chứ không phải là Chúa để cho con sống cho thêm tí nào. Chúa cất con về sống sớm một chút cho nó đỡ khổ. Cứ như vậy khổ quá, khổ đến mức độ mà tôi vốn hay làm quên ăn, cho nên nhờ Ngài giải tội mà cũng quên mời Ngài ăn trưa. Con xin lỗi cha, tính con thì cứ suy bụng ta ra bụng người. Cho nên là con làm từ sáng giờ con quên, mà con cũng quên luôn cả cha, mà cha vẫn cứ kiên trì ngồi giải tội. Đó là cái gương sáng cho các linh mục trẻ chúng tôi, những người mục tử còn khỏe, còn trẻ, bay nhảy nhiều nơi, nhưng mà vô ngồi tỏa dạy tội thì e rằng ngại ngần lắm, thưa anh chị em. Và điểm thứ hai chúng tôi muốn gặp, mời gọi anh chị em gặp một con loại con chiên nữa, đó là những con chiên tội lỗi, đó là những con chiên hoang đàng, đó là những con chiên và xì ga ma túy, mà lúc nãy chúng ta thấy là họ những cái hoa màu xanh. Rồi một cái loại hoa nữa, đó là hoa tình thương, mà hoa phục vụ là các bạn thiện nguyện, các bạn gửi tặng những chiếc xà lan cho những người khuyết tật. Xin mời người anh em màu hoa màu tím lên nhận. Lên nhận chiếc xà lan mà lòng thương xót Chúa gửi tặng cho người anh em chúng ta. Thưa anh chị em, đây là một người anh em chỉ còn lại một cái chân phải thôi, không còn cái chân trái nữa. Anh cho mọi người biết tên anh là gì? Dạ, con là người dân tộc Dao. Người dân tộc Dao. Rồi tên anh là gì? Tên Triệu Kim Thanh. Triệu Kim Thanh, anh bao nhiêu tuổi? Sinh 1966. Bao nhiêu tuổi? 54 tuổi. Và anh đạo gì? Con sống ngoại đạo. Anh sống ngoại đạo, thưa anh chị em. Một người dân tộc Dao sống ngoại đạo. Và cái chân trái của anh bị mất đi trong trường hợp nào? Bị tai nạn ở ngoài Bắc tỉnh. Ngoài Bắc, vâng, anh ở tỉnh nào? Tỉnh Lào Cai. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người dân tộc Dao mãi ở cực Bắc, mãi tỉnh Lào Cai, mà lặn lội đến tận giáo điểm tin mừng này chỉ còn một cái chân phải thôi. Và hôm nay anh đã đến đây, và chúng tôi xin được gửi tặng anh chiếc xe của lòng thương xót và gửi tặng anh chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và bên cạnh đó, để cho anh thấy rằng nhờ đâu mà có được những chiếc xe đó, thưa anh chị em, đó là hình ảnh của các bạn thiện nguyện mà có đỏ, cũng là hình ảnh của những bé mà con bao nhiêu tuổi? Con năm nay 7 tuổi ạ. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Con có cái gì đây? Con có tiền ạ. Tiền con ăn hay là con nhậu? Nó không ăn, không nhậu, tại vì nó có biết ăn nhậu là gì đâu. Vậy thì tiền này có để làm gì? Con cho người nghe. Rồi, có một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Còn con mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi. Học lớp mấy? Dạ. Em học lớp trời 5. À, lớp trời 5, rồi con có cái gì đây? Những con heo. Heo cho ai? Dạ cho các bạn nghèo. Rồi một tràng hoa tay heo cho các bạn nghèo. Còn con tên gì? Tên Thiên An. Mấy tuổi? 5 tuổi. Có cái gì? Có phong bì. Phong bì cho ai? Cho người nghèo. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy chúng ta thấy là những thành phần, những con chiên ở trong hội thánh nó bé như thế này mà đã biết nghĩ đến những người khác. Nếu mà giáo hội những đàn chiên mà có được những con chiên ngoan như thế này thì chắc chắn nhiều người sẽ đến với lòng, đến với giáo hội vì những gương sáng lôi cuốn con người ta đến, chứ người ta không bỏ đàn chiên bởi những gương mù, gương xấu trong hội thánh. Con tên gì? Con tên Đại Pháp. Mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi, con chiên 3 tuổi. Con có cái gì cho ai? Con có heo. Cho ai? Con nghèo. Vâng, 3 tuổi có heo cho người nghèo, thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật to, con. Con tên gì? Vĩ. Con mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi, con có cái gì? Tiền. Cho ai? Cho cha Long. Cha Long, cha. Rồi cha Long cho ai? Cho người giàu hay cho người nghèo? Cha có tiền, cha cho người giàu hay cho người nghèo? Nghèo. Rồi, cho mời chẳng có thể cho người nghèo. Còn hai bé, con ở đâu? Con ở đâu? Con không biết. Con không biết. Con có cái gì? Con có tiền. Cho ai? Cho ai? Cho người nghèo. Con? Dạ con tên Thi. Ở đâu? Dạ Củ Chi. Ở Củ Chi, con có cái gì đây? Dạ con có tiền. Rồi, ba đoàn đứa chúng con mặc áo giống nhau, có phải bà con không? Dạ chị em. À, chị em ruột hay em họ? Dạ em ruột. Bố mẹ được mấy người con? Dạ ba người con. Ba người con, bé này bé nhất là mấy tuổi? Rồi. Rồi, 1 tuổi thôi. Thần con bé nhất là 1 tuổi thôi. Vâng, thưa anh chị em, nếu một gia đình mà có một đàn chiên mà 3 cái con chiên mà ngay từ bé đã biết là lo lắng chăm sóc cho những người nghèo khác thì chúng ta thấy đó là một gia đình rất là hạnh phúc. Ước mong rằng mỗi một người trong gia đình của anh chị em, bố mẹ phải là những người chủ chiên, là những mục tử chăm sóc những con chiên của mình, tập cho các con biết chăm lo cho người nghèo. Rồi mời chúng con đem lại để vào dưới chân mẹ nha. Chúng con đem lại đó, rồi tặng cho mỗi con một món quà. Rồi chúng con lại đó đi. Và cuối cùng thưa anh chị em, chúng ta gặp một người mà nãy các anh chị em thấy khi mà dâng hoa. Họ là những bông hoa màu tím, những bông hoa màu xanh chứ không phải là màu tím. Và con cho mọi người biết là nhóm của con hôm nay đã được bao nhiêu người rồi? Con thưa cha và cộng đoàn là nhóm Phaolô Hạnh của chúng con là hiện nay là hơn 150 em đến từ khắp mọi miền, ba miền của Tổ quốc. Vâng, nhóm gọi là nhóm Phaolô Hạnh, tức là các bạn vẫn gọi là nhóm Thảo Ma, đến từ Bắc Trung Nam hơn 150. Và hôm nay các em đã đến đây để dâng hoa màu xanh, hoa hy vọng. Không bao giờ Thiên Chúa thất vọng vì con người. Dù có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn giúp. Và những con người tội lỗi là đối tượng của lòng Chúa thương xót. Con có lời gì nhắn gửi những con chiên hoang đàng khác chưa được ơn quay trở về như chúng con, nhắn gửi những con chiên hoang đàng đó trong ngày hôm nay? Dạ con thưa cha và thưa cộng đoàn, thưa tất cả các bạn trẻ, với những ai mà chúng ta lỡ, chúng ta dính vào tệ nạn xã hội, nhất là xì ke ma túy, thì các bạn hãy mạnh dạn đứng lên để quay về với lòng Chúa thương xót. Bởi vì tất cả chúng con đều cảm nghiệm rằng ngoài lòng Chúa xót thương ra thì không còn một cái nguồn hy vọng nào khác. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại đầy rẫy những cạm bẫy, những tội lỗi và lo âu. Vì thế hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót. Bất cứ lúc nào Chúa cũng sẵn sàng để nâng đỡ chúng ta, để chúng ta đứng lên. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây, cha gửi tặng cho chúng con
là những tràng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót, và những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, và đây là phương tiện để giúp chúng con đến giáo điểm tin mừng này cầu nguyện, chia sẻ và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và bây giờ mấy chị em chúng ta cầm cành hoa trên tay. Mẹ ơi, chúng con đến với mẹ, nhờ mẹ đưa con đến với Chúa. Những cành hoa xanh, trắng, đỏ, tím, vàng thuộc đủ mọi thành phần. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi biết nhận ra lòng thương xót của Chúa mà quay về để được Chúa chăm sóc như là người mục tử nhân lành chăm sóc những con chiên. Em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ. Tin
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô còn Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho chúng ta chọn niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô còn Cha là mục tử nhân lành đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, cho chúng con được tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Bình an niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta. Hãy trao cho người bình an và niềm vui ấy. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mời chị em ở cái ghế gỗ ngồi hết xuống rước lễ xong.